Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của thủ đô Hà Nội, mùng 1 tháng 2 năm 1902, mùng 1 tháng 2 năm 2022. Đến dự có đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đọc diễn văn, điểm lại quá trình hoạt động cách mạng, chiến đấu và hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc của người chiến sĩ cộng sản kiên trung Nguyễn Phong Sắc, đồng thời khẳng định cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí để lại cho Đảng bộ và nhân dân thủ đô là rất to lớn và vẻ vang. Học tập và vận dụng sáng tạo tư duy khoa học, phong cách làm việc, ý chí bất khuất của đồng chí, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thủ đô Hà Nội hôm nay tự hào với nhiều thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thủ đô. Năm 2022, Hà Nội bước vào năm bản lề tạo nền tảng thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố. Thực tế đang đặt ra cho Hà Nội trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân thủ đô phải nỗ lực hơn nữa, khơi dậy và phát huy tốt mọi nguồn lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết để phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Thay mặt thế hệ trẻ phát biểu cảm nghĩ tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh, noi theo tấm gương cao đẹp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, tổ chức đoàn thanh niên các cấp sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng để đồng hành khích lệ thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ chính ủy Quân khu 9. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm đối với hai đồng chí gồm Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, chính ủy Quân khu 9, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, chủ nhiệm chính trị quân khu 9, giữ chức chính ủy quân khu 9. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tin tưởng và mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm, tiếp tục phát huy kết quả công tác trong thời gian qua, nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện toàn diện, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực trình độ để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao. Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành tích đạt được của lực lượng vũ trang quân khu 9 đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2021, nhất là hỗ trợ chính quyền và nhân dân các tỉnh thành phía Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Thời gian tới, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phải thật sự đoàn kết, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đặc biệt chú ý đến chất lượng lãnh đạo của cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, giữ vững ổn định địa bàn, không để bị động bất ngờ. Chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Xây dựng khu vực phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, kiên quyết điều chỉnh tổ chức lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện diễn tập, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, siết chặt kỷ cương kỷ luật, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mở rộng và phát huy dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, giữ vững ổn định tình hình đơn vị. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ, chăm lo đời sống sức khỏe cho bộ đội. Tập trung xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19. Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân, khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn của mùa khô năm nay.
sẵn sàng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân. Sáng 23 tháng 2 tại Hà Nội, Tổ biên tập xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tổ chức phiên họp thứ nhất. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ biên tập chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện ban bộ ngành Trung ương, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Quân ủy Trung ương thành lập tổ biên tập, tổ giúp việc xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nghe báo cáo tóm tắt các văn bản gồm quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, quy chế làm việc của tổ biên tập, kế hoạch hoạt động của tổ biên tập, đề cương báo cáo tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Các đại biểu dự họp đã phát huy trách nhiệm, trí tuệ, tích cực thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung các văn bản nói trên, trong đó tập trung đóng góp, bổ sung vào hướng dẫn và đề cương báo cáo tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 có ý nghĩa rất quan trọng, đề cập cơ bản toàn diện các vấn đề liên quan đến bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết, đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, các nội dung văn bản nói trên có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm hiệu quả, đúng kế hoạch. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng yêu cầu tổ giúp việc tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên tổ biên tập, khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản để báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo, đồng thời hoàn chỉnh các văn bản của tổ biên tập để ban hành thực hiện. Trong đó, cần tập trung bổ sung hoàn thiện đề cương báo cáo tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 để báo cáo tại phiên họp Ban chỉ đạo lần 2. Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương lưu ý, tổ biên tập cần tập trung giúp Ban chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 của các ban bộ ngành tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức nghiên cứu, khảo sát tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 tại các ban bộ ngành trung ương, địa phương để phục vụ việc xây dựng báo cáo tổng kết, giúp Ban chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết và các tài liệu phục vụ các hội nghị, hội thảo, tọa đàm có liên quan. Tiếp tục chuyến công tác tại Khánh Hòa, ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác đảm bảo kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn Phòng không 377, Quân chủng Phòng không Không quân và Kho 858, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân. Thời gian qua, Sư đoàn 377 đã duy trì nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình quản lý bảo vệ vững chắc vùng trời, khu vực biển đảo được phân công, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ. Các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác kỹ thuật được giữ vững và thực hiện có nề nếp. Hệ số kỹ thuật của vũ khí trang bị cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Sư đoàn 377 tăng cường huấn luyện chuyên sâu, bồi dưỡng lực lượng tham gia diễn tập đạt kết quả cao theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, Sư đoàn cần quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực kỹ thuật, bảo đảm có nguồn kế cận. Đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn cần tích cực học tập, nâng cao trình độ để tiếp cận sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị hiện đại, trau dồi kiến thức ngoại ngữ. Thực hiện nghiêm túc chế độ nề nếp công tác kỹ thuật ngày, tuần, quy trình bảo quản, bảo dưỡng khí tài, cơ sở vật chất, vật tư, trang bị kỹ thuật. Đối với kho 858, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh công tác quân sự quốc phòng, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhất là nhiệm vụ quản lý cấp phát đạn dược, luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, sức khỏe bộ đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2021. Thượng tướng Lê Huy Vịnh chỉ đạo đơn vị quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng đảng bộ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ đơn vị, địa bàn, rà soát chặt chẽ phương án, tuần tra canh gác, phòng chống cháy nổ. Đơn vị cần có kế hoạch đánh giá thực trạng công tác bảo quản trang bị, đạn dược để đề xuất với lãnh đạo chỉ huy các cấp hướng giải quyết, làm tốt công tác cấp phát, tiếp nhận đạn dược, vật tư an toàn. Cùng với đó,
đơn vị cần có biện pháp nghiên cứu nâng cao chất lượng, cất giữ, bảo quản từng loại hình cho phù hợp, thường xuyên tổ chức tập huấn để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.